Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian làm video các bạn ạ. Thời gian vừa qua dịch dã kinh quá. Mình làm trong bệnh viện các bạn, thế nên là rất là bận. Hôm nay mình vừa mua mấy cây hồng dâm cành các bạn trên mạng. Tiện mình quay cho các bạn xem luôn. Của mình là mua 3 cành vân khôi các bạn và mấy cây hồng ngoại. Đây, cành vân khôi các bạn khá to. Mình mua 3 cành nhưng mà chị làm cơ quan mình chị lấy mất 1 cành rồi. Bây giờ chỉ còn 2 cành thôi. Và 3 cây hồng ngoại các bạn ạ. Mình mua rất là rẻ. Cái hồng vân khôi ý, hồng cỏ vân khôi thì chỉ có 40.000 thôi. Còn cái hồng ngoại thì chỉ có 30.000 một cây thôi, mình cả cộng cả tiền ship các bạn. Tiền ship mình là mình mất 40.000. Đây. Cành vân khôi thì khá to các bạn. Đây, nhưng mà cái hồng ngoại thì hơi nhỏ các bạn ạ. Trồng bên này thì rất là lâu lên. Các bạn là mới chơi thì xem xét hãng mua các bạn nhé. Để vì trồng được cái cây này mà lên chơi các bạn rất là lâu, vài năm các bạn. Mình định chỉ mua mấy cái hồng vân khôi thôi, nhưng mà tiện đơn thế là mình mua thử mấy cây hồng ngoại luôn. Đây, nó có rễ các bạn ạ. Đây là hoại dâm cành. Rễ cũng cây này khá già đấy các bạn. Rễ bắt đầu đen rồi các bạn. Nếu mà rễ mới nó chắc trắng các bạn. Trồng này chắc tỷ lệ sống cũng cao. Cái giá của cái hồng dâm cành này ngang với giá của cành chiết các bạn. Thì theo như mình ấy, thì mua cái loại này ổn hơn là cành chiết. Để trước cành chiết mình mua một đợt cũng lên cũng chết nhiều phết. Đây, vân khôi. Mình mua của bạn Facebook là Kim Khánh à. Ở trên Facebook. Bạn ấy ở Hà Nội các bạn, Sơn Tây. Mình ở Quảng Ninh gửi mất một ngày là đến luôn các bạn. Thế này cây vẫn rất là tươi. Mấy cái cành bị gãy các bạn ạ. Ship hoặc làm gãy ấy, mình cắt bớt đi rồi. Đây, họ còn cho cái vôi bột này. Mình đi làm về rồi các bạn. Giờ là hơi tối rồi. Ngày đi làm cả ngày, tối mới về có thời gian hoa huyết các bạn. Đất các bạn nhé. Đất mình chỉ trộn với trấu. Mình đợt này nuôi ít phân giun quế các bạn, trùng quế. Thế mình cho một ít phân trùng quế thôi, còn đa phần là chỉ có đất với trấu thôi các bạn nhé. Tại vì mấy cái cây này để nó sống đó. Sau khi nó phát triển rễ thì mình mới bắt đầu tiếp tục cho phân vào. Hồng nhà mình mấy hôm mình đi làm vợ mình ở nhà bán mất rồi. Bán mất hai cái hồng Sapa của mình rất là to. Trong mấy giống hồng nội các bạn. Mình thấy hồng cổ Sapa với cả đào là phát triển nhanh nhất các bạn. Còn vân khôi thì chỉ thơm, vân khôi hoa rất thơm các bạn. Nhưng phát triển trong các giống hồng nội, vân khôi là loại thơm nhất các bạn. Hoa cũng khá đẹp nhưng mỗi tội là nó không sai hoa thôi. Mấy cây nó phát triển không mạnh. Nhưng mà hồng kể cả hồng ngoại cũng vậy, ít có cây nào mà thơm như kiểu vân khôi của mình lắm. Vậy là xong các bạn. Một cây. Trong các giống hồng nội ấy. Đây. Các bạn nếu mà mới chơi ấy. Tối qua mình trồng các bạn. Đây là hai cái chậu vân khôi các bạn. Cành khá to các bạn. Với giá 40.000 một cành này mình thấy là ổn rồi các bạn. Khá là ổn áp. Đây là vườn hồng của mình các bạn. Đây là mấy cây hoa đồng tiền. Đây là hồng đào các bạn. Chỗ mình mấy hôm nay nó không nắng mấy thế nào hoa nó nở không đẹp lắm. Kẻ bị trĩ các bạn ạ. Hồng mình đang bị trĩ, hôm nào mình phun thuốc thôi. Đây. Đây là hoa đồng tiền đơn lùn. Những cái đồng tiền này mình toàn mua trên mạng các bạn nhé. Người bán mặt chuẩn phết. Đợt trước mình bảo mua mỗi loại một mặt hoa ấy, thế mà cũng trồng đúng thật chứ không bán lừa đảo. Đây là vườn rau nhà mình. Đây. Đây là mấy cây hồng ngoại các bạn. Tối qua mình trồng đi, giờ nó khá bé các bạn. Các bạn không nên mua cái này theo mình nhé. Tại vì nó nhỏ quá, 30.000 một cây nhưng mà nó nhỏ lắm, nuôi được một cây lên là rất là lâu. Hồng xeo vàng các bạn. Bắt đầu héo. Mất nước. Cây này bắt đầu héo. Không sao các bạn, vài hôm nó lại tỉnh ngay, nó lại phát triển bình thường. Nhưng mà mỗi tội hơi lâu thôi. Vườn rau, gà các bạn.
nuôi gà để lấy phân bón cho rau mới hoa. Đây, đây là cây chamomile hồng trà. Hoa khá đẹp các bạn. Hai màu.